Hello, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay tôi xin trình bày về cái phần điều trị viêm gan virus B cấp ha. Thì cái này tôi sẽ trình bày theo cái hướng dẫn của quyết định 3110 nha các bạn. Thì đối với trường hợp mà đợt bùng phát của viêm gan B virus mạn thì nó điều trị nặng nề hơn các bạn. Đối với mà trường hợp viêm gan mạn bắt buộc thì chúng ta phải điều trị kháng virus để cứu sống bệnh nhân. Còn cái điều trị cái viêm gan B cấp này thì đa số là chúng ta sẽ điều trị triệu chứng, trừ một số trường hợp đặc biệt mình mới điều trị thuốc kháng virus, thì một lát tôi sẽ trình bày ha. Theo cái công văn 3110 người ta nói hơn 95% người lớn bị viêm gan virus B cấp sẽ hồi phục một cách tự nhiên mà không cần điều trị thuốc kháng virus. Điều trị viêm gan virus B cấp chủ yếu là điều trị hỗ trợ ha các bạn. Thì điều trị hỗ trợ là như thế nào? Điều trị hỗ trợ có nghĩa là mình cho bệnh nhân nghỉ ngơi nè, tránh làm việc nặng nè, hoặc là gắng sức trong thời kỳ có triệu chứng lâm sàng. Về chế độ ăn thì giảm bớt chất béo, kiêng rượu bia, chỉ nuôi dưỡng tạm thời bằng đường tĩnh mạch khi bị nôn nhiều hoặc không ăn uống được. Thì chúng ta tránh sử dụng các thuốc chuyển hóa qua gan ha. Thì các thuốc mà chuyển hóa qua gan như là paracetamol nè các bạn, như là cái thuốc ngủ nè, an thần á, thuốc an thần nè, như là diazepam á ha, hoặc là một số loại thuốc kháng sinh như là xylin nè, tetraxylin nè, erythromycin nè, thì nó cũng chuyển hóa qua gan ha. Hoặc là cái thuốc kháng lao cũng chuyển hóa qua gan luôn ha các bạn. Điều trị hồi sức nội pha tích cực các trường hợp diễn tiến nặng như là đảm bảo duy trì hô hấp tuần hoàn ổn định nè, tiêm vitamin K1 10mg trên ngày, tiêm bắp hoặc pha loãng tiêm mạch chậm trong 3 ngày khi tỷ lệ rothrombin giảm dưới 60%. Điều chỉnh các rối loạn đông máu, chống phù não, lọc huyết tương dựa trên việc đánh giá các bất thường cụ thể trên lâm sàng. Cái đó là mình điều trị hỗ trợ hơn các bạn. Còn chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng cái thuốc kháng virus khi nào? Có nghĩa là đối với cái trường hợp mà đợt cấp của viêm gan mà trên nền mạng á, thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng kháng virus. Còn đối với viêm gan cấp á, thì chúng ta muốn sử dụng cái kháng virus nó phải có cái tiêu chuẩn đàng hoàng. Đối với mà cái thuốc kháng virus đó là có cái loại là entecavir hoặc là tenofovir. Thấy các bạn? Thì cái entecavir nó là dạng viên 0,5mg. Còn cái viên mà tenofovir thì nó là 300mg. Thường thì cái liều của nó là entecavir thì nó 0,5mg trên ngày ha. Còn cái tenofovir thì nó sử dụng 300mg trên ngày. Thì để sử dụng thuốc kháng virus trong trường hợp viêm gan B cấp á, thì nó có tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất là viêm gan virus B thể tối cấp hoặc là bệnh kéo dài trên 4 tuần với bilirubin có xu hướng tăng. Hoặc là chúng ta xác định là viêm gan virus B cấp mà nó có kèm theo ít nhất 2 tiêu chí trong 3 tiêu chí sau. Thứ nhất là bệnh não gan. Thứ hai là bilirubin toàn phần huyết thanh lớn hơn 3mg trên decilit, hay là nó lớn hơn 51 picomol trên lít đó, là đơn vị khác đó. Hoặc là cái bilirubin trực tiếp nó lớn hơn 1,5mg trên decilit, tương đương với lớn hơn 25 picomol trên lít. Thấy các bạn. Thứ ba là INR lớn hơn 1,5. Đó là cái phần điều trị viêm gan B cấp. Và chúng ta sẽ theo dõi về lâm sàng thì theo dõi các triệu chứng vàng da, vàng mắt, rối loạn tiêu hóa nè, sức huyết nè, phù nè, cổ trướng nè, hay là rối loạn tuyến giáp ha.